Xin chào bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án MSChain tài chính hiện tại, thu hẹp khoảng cách tiền điện tử giữa người bán và người tiêu dùng, nền tảng hoạt động thông minh blockchain công khai trong 18 ngày nữa, tham gia vào pre-sale và KYC Open bán trước vào ngày 6 tháng 5, ngày đến ngày 15 tháng 6, bán công khai là 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Về các thông tin trên white paper, đội roadmap, đối tác và các thông tin của MSChain. Các đánh giá của MSChain là gồm ICO rating với các ICO ranker.com, ICO top. Tầm nhìn của chúng tôi, một kinh tế kỹ thuật số nơi người tiêu dùng có thể mua hàng hóa và dịch vụ bất kỳ tiền điện tử nào tại các thương gia yêu thích của họ, ở nơi những người có nhìn xa trông rộng, người sáng tạo cộng tác để khởi chạy các ứng dụng được phân phối sáng tạo trong thế giới dựa trên các giao dịch không tin cậy bằng các bất kỳ loại tiền tệ nào họ chọn. Trên một nền tảng, các nhà phát triển được hỗ trợ với khả năng tương thích đa ngôn ngữ, một thư viện các hợp đồng thông minh được thiết kế để thúc đẩy phát triển triển khai nhanh chóng trong hệ sinh thái bao trùm tất cả các blockchain thành một công tử kỹ thuật số. Về video, email, hình ảnh các MSChain, MSMailers, chuỗi tài chính hiện tại đang được chữ cho thế giới áp dụng các mật mã làm tiền tệ bằng cách tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Bắt đầu với giải pháp thanh toán và chương trình giải thưởng cho các người bán và người tiêu dùng dễ dàng nắm bắt được thanh toán tiền điện tử, tầm nhìn hơn các chuỗi tài chính về MSMailers với các tính năng thông minh như ngôn ngữ lập trình các hợp đồng thông minh đa ngôn ngữ với các biên dịch cho C cộng cộng, C thăng, Java với các Python với các JS, Solidity, blockchain tư nhân với các rào cản riêng tư cấp cho doanh nghiệp, các phép công ty triển khai các mã độc quyền trên chuỗi tư nhân, giao dịch qua nhiều chuỗi với không cần trao đổi tập trung hoặc là các cơ quan bên thứ ba, hội nhập tích hợp nhiều blockchain xác minh kỹ thuật số là đạt được sự tuân thủ của chính phủ khi cần thiết và các tính năng bảo mật do người dùng kiểm soát, kế hoạch ISO tăng suất multi cho phép người các dự án ISO chấp nhận các tỷ số lượng tiền điện tử và thông qua các sự kiện tạo mã thông báo trực tiếp, thư viện về hợp đồng smart, thư viện hợp đồng thông minh có sẵn, một khu vườn ươm được cung cấp các trí thông minh với các nguồn lực để đưa ra ý tưởng của họ vào cuộc sống. Chi phí tài chính hiện tại, chuỗi tài chính hiện tại đang giúp cho thế giới áp dụng mật mã làm tiền tệ bằng cách tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Giới thiệu về chương trình dành cho những người bán đầu tiên, giờ đây cả người tiêu dùng và người bán đều có thể tiết kiệm được phần thưởng giảm giá 1% cho tất cả các giao dịch mua hàng hàng tháng được thực hiện bằng các mã thông báo MSX, tự do các chi tiêu mật mã không sử dụng trao đổi, miễn phí phụ kinh doanh thanh toán bằng mã MSX, tùy chọn thanh toán bằng nhiều tiền điện tử, tự do các ngân hàng và bố đi xử lý cho người bán, chương trình thưởng cho người bán giảm giá 1% cho tất cả các khoản thanh toán tiền điện tử được xử lý, không có khoản bồi hoàn và interchain, lệ phí thẩm định, lệ phí cổng thanh toán, không có danh mục người bán rủi ro cao, chuyển đổi phí áp và tiếp cận thị trường mới. Giải pháp thanh toán, ứng dụng MSChain, Android và các iOS giúp cho bộ thiết trở nên có một bộ chạm POS đầy đủ chức năng, sạch sẽ, đơn giản và trực quan, dễ dàng cho người bán chấp nhận. Hỗ trợ đa điện tử thương nhân có thể thế chấp mật mã và sự lựa chọn của họ để kém được phần thưởng MSX. Sử dụng bất kỳ ví để kết nối, người dùng có không cần phần mềm đặc biệt. Người bán có quyền tự do lựa chọn các cách xử lý thanh toán tiền điện tử, ngay lập tức đổi thành tiền mặt hoặc giữ một phần tỷ lệ phần trăm thanh toán bằng tiền điện tử.
tải về MVP. Sự tự do lựa chọn và thưởng cho người bán hàng. Tự do từ phí cổng thanh toán, phí xử lý thẻ tín dụng, phí phát hành thẻ tín dụng, tự do về gian lận thẻ tín dụng, tự do chấp nhận về nhiều tiền điện tử và dành phần thưởng lựa chọn các chuyển đổi tiền điện tử nhận được tỷ lệ là phần trăm giữa người chuyển đổi và tiền tiền mặt, lựa chọn thu phí, kiểm soát những phí cần thiết cho doanh nghiệp bạn và cạnh tranh thành công. Về các được tặng 1% tỷ lệ cho tất cả các giao dịch được xử lý, được khen thưởng cho những người tự do mình lựa chọn tiền điện tử, tiết kiệm cho các khách hàng, cho người tiêu dùng. Về vấn đề cho người tiêu dùng tự cho được tiếp tục sử dụng phí yêu thích của họ, tự do chi tiêu bật mã và không cần trao đổi, tự do cho các chương trình với các quy tắc và giới hạn, chọn tiền điện tử để chi tiêu, lựa chọn các cài đặt mật. Người dùng có thể kiểm soát thời điểm mà họ chia sẻ dữ liệu. Tiện ích được thưởng 1% tiền điện tử cho tất cả giao dịch mua, được thực hiện bằng MX, được thực hiện bằng các khoản thu phí miễn phí bằng mã thông báo MX, được thưởng bằng giá trị gia tăng trong MV Champ khi giao được chấp nhận tăng lên, cho đổi mới, tự do các nền tảng đấu tranh cô lập, tự do các dịch vụ khởi chạy ai sứ bắt đầu đặt tiền, tự do khởi chạy các nền tảng cao tương thích đa ngôn ngữ, lựa chọn các dịch vụ trợ MV Chain, lựa chọn tiền với tiền điện tử ISO chấp nhận trong ISO, được thưởng bằng tích hợp các hàng nghìn người bán, được thưởng bằng ngôn ngữ tiếp thị phát triển, được khen thưởng bằng các khởi chạy trên nền tảng hợp đồng thông minh, thực hiện các thiết lập để thúc đẩy tiền điện tử. Tính năng và đặc điểm blockchain cô lập độc lập, nền tảng được thông minh với các nền tảng ICO Mastermodel được khuyến khích và các tích hợp với nhiều chuỗi thanh toán nhiều tiền tệ, phần thưởng tiêu dùng, phần thưởng người bán. ICO về thông tin ICO sau khi tăng quỹ Ether tối thiểu là 2.500, ưu đãi riêng là 3.500 Ether, phân bổ cho mã thông báo là 28 triệu. Về stock ASCAS là 33 triệu Ether ISO hoặc 17 triệu USD tương đương. Pre-sale là 5.000 Ether, 1 Ether bằng 10.150 MX. Đóng góp cap tối thiểu là 1.011 Ether, tối đa là 200 Ether. ISO là 24.500 Ether, 1 Ether bằng 8.500 MX, phân bổ mã thông báo là 237 triệu. Bảo đảm cho dự án ICO, ký quỹ nhiều dự án có thể khóa các hạng mục, phân bổ các ICO cho đến khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng. Phương pháp này cho phép đảm bảo các người đóng góp ICO nhằm các mốc phát triển định trên dự án đã đạt được. Nhóm sẽ không thể chi tiêu số tiền huy động vốn ICO cho đến khi nghĩa vụ người phát triển hoàn thành. 50% số tiền ISO sẽ bị khóa, 2% số tiền khóa sẽ đến hệ thống thanh toán MV Chain được phát triển phát hành đầy đủ. 30% số tiền sẽ bị khóa và cho đến khi phát hành phát triển MV Manage. Về nhà phát triển cố vấn là 8%, phát triển 19%, pre-sale ICO 57%, tương ứng với lại 301 triệu, phần thưởng là 16%, tương ứng 80 triệu trừ chi phí khuyến mại. Tiền thưởng là tiền thưởng 10%, 10 đóng góp Ether. đóng góp 10 Ether trở nên sẽ được dự án cho phát triển 10% tiền thưởng. 15% tiền thưởng sẽ được 25% đóng góp 25 Ether trở nên sẽ được cho dự án, bạn sẽ nhận được 15%. 100 đóng góp Ether trở nên cho dự án, bạn sẽ nhận được tiền thưởng là 20%.
lợi nhuận của quỹ dự án đấy sẽ trao đổi là 5%, đội 5%, pháp lý 5%, tiếp thị là 3%, phát triển là 35%, hoạt động huy động vốn là 10%, vốn ươm 10%. Đội ngũ của MVChain, nhóm của chúng tôi bao gồm các lập trình viên cao cấp, các nhà toán học, mật mã học, tiến sĩ và các học máy tính. Bạn có thể tìm thấy danh sách của nhóm chúng tôi bên dưới với các thông tin đội ngũ của MVChain. Các bạn đọc một số câu hỏi thường gặp về chuỗi MF. Chuỗi tài chính hiện đại MFChem đang xây dựng tương lai là đầu tiên điện tử bằng các hợp tác chế thương mại. MFChem sẽ xây dựng và phát triển giá trị thương mại thương gia bằng 0%, cung cấp cho các phần thưởng sáng tạo cho người tiêu dùng và người bán. MFX có phải là bảo mật không? Tại sao Hoa Kỳ lại bị cấm? MFMNS là gì? Về tài chính hiện tại dựa trên đâu? Điều gì khiến cho chương trình quỹ KYC của bạn? Về các thông tin về roadmap, Q4/2017 là khái niệm và khám phá. Tháng 1/2018 là giới thiệu doanh nghiệp ban đầu. Tháng 2/3 là giai đoạn phát triển. Tháng 4 là ưu đãi riêng. Tháng 5 là trước ICO. Mời xem thêm ở đây. Trên đây là dự án mình giới thiệu về MFChain. Các bạn có thể đọc thêm về dự án trên trang mfchain.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tôi. Hẹn gặp lại.